Trong cái buổi học tối hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với chủ đề về số phức, và cụ thể ta học cái dạng toán tìm căn bậc hai của một số phức. Tìm căn bậc hai của một số phức nghĩa là gì? Nghĩa là nếu với một số phức z bằng a cộng với b y, hiển nhiên ở đây a và b phải thuộc số thực R. Ta tìm căn bậc hai của số phức có nghĩa là tìm căn bậc hai của z. Đó, xem nó ra bao nhiêu. Chúng ta biết điều này. Nếu bình phương của một số phức thì sẽ ra một số phức. Như thế có nghĩa là căn bậc hai của một số phức cũng sẽ là một số phức. Và do vậy ta đi tìm cái căn bậc hai của số phức z này theo hai cách như sau. Cách thứ nhất này, ta có căn bậc hai của z bằng căn bậc hai của a cộng bi. Và ta vừa thống nhất với nhau căn bậc hai của một số phức cũng là một số phức, có nghĩa là nó sẽ là một số phức nào đó được biểu diễn ở dạng x cộng với y nhân y. Ở đây hiển nhiên x y cũng thuộc số thực R. À, nếu a b đã biết, tức là số phức z đã biết, vậy ta có tìm được căn bậc hai của nó không, tức là tìm được x nhỏ y nhỏ không? À, ta sẽ làm như sau này. Bây giờ ta bình phương hai vế lên thì cái vế này bình phương sẽ mất căn đi, còn là a cộng bi. Vế bên phải là x cộng với y tất cả bình phương. À, hay nó tương đương với a cộng bi thì bằng x bình cộng với 2xy, xy nhân y, à cộng với y bình phương rồi y nhỏ bình phương nữa. Hay nó tương đương với này, a cộng bi thì bằng x bình. À, chỗ này do y nhỏ bình bằng trừ 1 nên ta sẽ có x bình trừ đi y bình cộng với 2xy nhân y. Em đã biết là hai số phức bằng nhau ấy thì phần thực phải bằng phần thực, phần ảo bằng phần ảo. Có nghĩa là phần thực ở bên đây sẽ là a, phần thực ở bên đây sẽ là x bình trừ y bình. Do vậy em được x bình trừ y bình bằng a. Phần ảo là 2xy sẽ phải bằng phần ảo ở bên đây là b. À, như vậy ta được cái hệ phương trình hai ẩn x và y. Để giải cái hệ này em sẽ tìm được x y, có nghĩa là tìm được căn bậc hai của số phức z. Đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai em này, chúng ta dựa theo cái công thức mô về dạng lượng giác của số phức. Nghĩa là nếu em có một cái số phức z bằng a cộng bi, hiển nhiên a b thuộc số thực R, và có thể chuyển số phức z về dạng lượng giác là bằng R nhân với cốt của một cái góc phi nào đó cộng với y nhân sin của một góc phi. À, thì khi đó căn bậc hai của z sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng cộng trừ căn bậc hai của R nhân với cốt của góc phi trên 2 cộng y nhân sin của góc phi trên 2 nhé. Đấy, thì nhắc lại này, áp dụng cái dạng lượng giác của số phức, nếu chúng ta có cái số phức z bằng a cộng bi và có thể chuyển số phức z này về dạng lượng giác là nó bằng r nhân cốt của một góc phi cộng y nhân sin của một góc phi, thì khi đó căn bậc hai của z sẽ bằng cộng trừ căn bậc hai của r nhân cốt của góc phi trên 2 cộng với y nhân với sin của góc phi trên 2. Đấy, cái điều này có được từ đâu? Em nhớ lại cái công thức mô vừa. Chúng ta có nếu số phức z bằng gì? Bằng a cộng với b, bi, và cũng bằng r nhân với cốt của góc phi cộng với y nhân với sin của góc phi. Thì mô vừa đã chứng minh được rằng là lúc đó z mũ n sẽ bằng gì? À, r mũ n nhân với cốt của góc n phi cộng với y nhân sin của góc n phi. Đó. Thế thì đang từ z mà chuyển căn bậc hai của z chẳng qua là chúng ta áp dụng công thức này với trường hợp n bằng 1 phần 2 mà thôi nhé. À, bây giờ ta đi vào vận dụng này.
Bài tập vật dụng. Bài 1. Tìm căn bậc 2 của các số phức sau. A là 5 cộng với 12y. B trừ 2y. C trừ 1 cộng 4 căn 3y. Đó. Và D nữa em ạ. D là 1 trừ 2 căn 6y. 1 trừ 2 căn 6y. Thì chúng ta giải theo cái phương án thứ nhất trước này. À, ta có là căn bậc 2 của 5 cộng với 12y thì bằng x nhỏ cộng y nhỏ y. Đấy. Ở đây x, y thuộc gì? Thuộc R. Thế thì ta suy ra này. Bây giờ ta bình phương hai vế sẽ được 5 cộng với 12y thì bằng gì? X cộng y nhân y tất cả gì? Bình hay tương đương với 5 cộng 12y thì bằng gì? À, em rút gọn này thành x bình trừ y bình cộng 2xy nhân y. À, vậy từ đây em sẽ có được cái hệ là x bình trừ y bình thì bằng 5 và 2xy thì bằng 12. Hay à, chúng ta sẽ được hai cái cặp xy. Lúc này em giải cái hệ bậc phương pháp thế có nghĩa là rất đơn giản. Thậm chí là những cái nghiệm của phương trình này nó cũng rất là nhẹ nhàng, chúng ta có thể nhẩm biết được ạ. 2xy bằng 12 thì em có thể viết lại thành xy bằng gì? X bằng 6. Nha, à, xy bằng 6. Như vậy là chúng ta sẽ có một cặp là x bằng 3, y bằng 2. Cặp thứ hai là x bằng gì? Trừ 3, y bằng 2. À xin lỗi, trừ 2. Vậy từ đây ta dẫn đến kết luận này. Căn bậc 2 của 5 cộng với 12y sẽ bằng x cộng y tức là 3 cộng với 2y, hoặc căn bậc 2 của 5 cộng với 12y bằng trừ 3 trừ 2y. Đấy, ta hoàn thiện cái ý A. Sang ý B. Ta cần tìm căn bậc 2 của cái số phức trừ 2y. Em cũng đặt nó bằng x cộng y, y thì tương đương với trừ 2y sẽ bằng x bình trừ y bình cộng 2xy nhân với y. Hay suy ra này, ta được cái hệ hai số phức này bằng nhau thì phần thực bằng phần thực, phần ảo bằng phần ảo, tức là được x bình trừ y bình phải bằng 0. À, 2xy phải bằng gì? Trừ 2 tương đương với x bình trừ y bình bằng 0. Trong khi đó xy phải bằng gì? Trừ 1. Để giải cái hệ này thì em sẽ được nghiệm là gì? Cặp thứ nhất này x sẽ bằng 1, y bằng trừ 1. Cặp thứ hai x bằng trừ 1, y bằng 1. Ở đây thì có cái lưu ý này, việc giải cái hệ phương trình này nếu như em sử dụng phương pháp thế cũng được thôi, nhưng nó mất hơi nhiều thời gian. Một số cái bài tập này em có thể nhẩm được nghiệm. Em quan sát này, x bình trừ y bình bằng 0, vậy x bình bằng y bình nhé. X nhân với y bằng trừ 1, vậy chúng ta sẽ có là một cái là 1, một cái là trừ 1. 1 nhân với trừ 1 bằng trừ 1. Đấy, 1 bình trừ đi trừ 1 bình bằng 0. Thế ta lại nhẩm được, ta lại đổi dấu để có được cặp thứ hai. Thế vấn đề là thế tại sao ta lại biết là dừng lại ở đây mà không nghi ngờ là nó còn thêm một cái cặp nghiệm nào khác thì sao? À, chắc chắn là không, vì phương trình của chúng ta cũng chỉ bậc 2 nên có tối đa chỉ hai cặp nghiệm. Vậy nếu ta nhập được hai cặp nghiệm thì hiển nhiên đấy là tất cả những cái nghiệm của cái hệ này rồi. À, do vậy đến đây thì ta kết luận là gì? Căn bậc 2 của cái số phức trừ 2y sẽ bằng
1 trừ đi y, hoặc căn bậc 2 của trừ 2 y sẽ bằng gì? Trừ 1 cộng với y, một trong hai cái khả năng này. Mình sang cái y c này. C. Căn bậc 2 của trừ 1 cộng 4 căn 3 nhân y cũng sẽ được đọc bằng x cộng với y, y ở đây x, y thuộc số thực R. Nếu bình phương hai vế em sẽ được trừ 1 cộng với 4 căn 3 y bằng x bình trừ y bình cộng 2 x y nhân với y. Hay suy ra cái hệ là gì? Ta cho phần thực là x bình trừ y bình phải bằng trừ 1, và phần ảo sẽ là 2x y bằng 4 căn 3. Vậy em sẽ được cái hệ là x bình trừ y bình bằng trừ 1, đây trừ 1 đây nhé, và x nhân y bằng gì? Bằng 2 căn 3. Thì đến đây em có thể giải bằng máy, hoặc cũng có thể sử dụng phương pháp thế, hoặc em cũng có thể tính nhẩn nhá. Thế thì ta có thể nghĩ là x ta cho nó bằng 2 căn 3 và y ta cho nó bằng 1 chẳng hạn, thì lúc đó chúng ta sẽ được 2 căn 3, hoặc là một cái ta cho là 2, một cái ta cho là căn 3. Thì x ở đây bằng 2 thì em sẽ 2 bình là 4, căn 3 bình là 3, 4 trừ 3 còn 1 chứ không được âm 1, thế thì ta phải đảo lộn lại. Tức là cặp thứ nhất x sẽ bằng căn căn 3 và y sẽ bằng gì? Y sẽ bằng 2. Đấy, thì em kiểm tra lại thế này, căn 3 bình là 3 trừ đi 2 bình là trừ đi 4, 3 trừ 4 đúng là trừ 1. Đấy. Cặp thứ hai ta lại đảo dấu. Đấy, x bằng trừ căn 3. Y bằng gì? Trừ 2. Như vậy thì đây em sẽ đến cái căn bậc 2 của trừ 1 cộng 4 căn 3 y thì sẽ bằng căn 3 cộng với 2 y, hoặc căn bậc 2 của trừ 1 cộng 4 căn 3 y sẽ bằng trừ căn 3 trừ 2 y. Đến là nội dung của cái ý C. Ta giải nhanh cái ý D nữa này. Căn bậc 2 của 1 trừ đi 2 căn 6 nhân với y ta đọc bằng x cộng với y, y nhỏ với x, y thuộc R. Để ta lại suy ra 1 trừ đi 2 căn 6 nhân y bằng x bình trừ y bình cộng với 2 x, y nhân với y. Ta cho phần thực bằng phần thực và phần ảo bằng phần ảo, tức là x bình trừ y bình bằng 1, 2 x y thì bằng gì? Trừ 2 căn 6. Có nghĩa là x bình trừ y bình bằng 1, còn x y bằng gì? Bằng trừ căn bậc 2 của 6. Phương trình này cũng có thể nhẩm ra được nghiệm đen ạ. Căn 6 ta tách nó ra thành gì? Căn 2 nhân với căn 3. Thì như vậy thì chúng ta sẽ có x bằng căn 2, x sẽ bằng căn 2, y sẽ bằng căn bậc 2 của 3. Rõ ràng là xin lỗi là nó phải là trừ căn bậc 2 của 3. Đấy. Thì rõ ràng em thấy này, căn 2 nhân căn 3 là trừ căn 6. Rồi căn 2 bình tức là thành 2, trừ đi trừ căn 3 bình tức là thành 3, 2 trừ 3. À, thì ở đây thầy có cái nhầm. Như vậy là x phải bằng gì? X phải bằng căn 3, y phải bằng gì? Căn 2. Thì x bình là căn 2, căn 3 bình thì nó mới bằng gì? Mới bằng 3 trừ đi trừ căn 2 bình thì nó thành 2, 3 trừ 2 còn 1. Ở đây căn 3 nó mới trừ căn 2 là trừ căn 6. Và ta cái còn lại ta đảo dấu, tức là gì nhỉ? Trừ căn 3 là x, còn y là gì? Căn 2 nhá. Cũng như thầy đã phân tích lúc nãy, thì ở đây ta nhẩm ra được hai cặp nghiệm và biết chắc chắn là hệ này cũng chỉ có hai cặp nghiệm, với lý do
phương trình bậc 2 thì cũng chỉ có tối đa 2 ảnh. Vậy từ đây em sẽ có được gì nhỉ? Cái z em nhé. Căn bậc 2 của z tức là căn bậc 2 của 1 trừ đi 2 căn 6y có thể bằng căn 3 trừ căn 2 nhân y, hoặc căn bậc 2 của 1 trừ 2 căn 6y sẽ bằng trừ căn 3 cộng với căn 2 nhân y. Đó. Chúng ta hoàn thiện cái ví dụ số 1. Như vậy qua lý thuyết cũng như giải các ví dụ này, em nhận thấy là việc tìm căn bậc 2 của một số phức không có gì khó cả. Và có một cái điều đặc biệt là căn bậc 2 của một cái số thực thì chỉ mang một giá trị dương. Nhưng căn bậc 2 của một số phức thì có thể ra hai giá trị. Trong cái phần lý thuyết chúng ta cũng bàn luận về cái cách ứng dụng cái dạng lượng giác của số phức để tính căn nhé. Thế thì ta đi vào cái bài số 2 này. Bài 2 tìm căn bậc 2 của A là cái số phức z bằng 1 cộng với y. B là một cái số phức phức tạp hơn một chút, nó là 3/2 cộng với 3/2 xin lỗi, căn 3 trên 2 nhân với y. Ở những cái bài tập, ở cái bài tập số 1 vừa rồi ấy, nếu như chúng ta sử dụng cái dạng lượng giác của số phức thì việc thực hiện rất khó, với cái lý do là cái số phức đồ bài cho rất khó để chuyển về dạng lượng giác. Đây, thì lưu ý, ví dụ như cái số phức ở A của bài 1 chúng ta có là 5 cộng với 12y. Đó. Nếu mà đưa về dạng lượng giác ấy, thì chúng ta đặt mô đun của nó ra ngoài, tức là căn bậc 2 của gì? Căn bậc 2 của 5 bình cộng với 10, 12 bình. Đó. Nhân với 5 trên căn bậc 2 của 5 bình cộng với 12 bình. Cộng với 12 trên căn bậc 2 của 5 bình cộng 12 bình nhân y. Thì rõ ràng là 5 trên căn bậc 2 của 5 bình cộng 12 bình rất khó xác định nó là cốt của một góc phi nào đó. Đấy, hay nói cách khác là nó là cốt của một cái góc phi mà góc phi đấy không đẹp. Đấy, không đặc biệt. Thế chúng ta lại phải để dạng axin acos thì rõ ràng cái công việc đó không thuận tiện chút nào. Do vậy mà cái cách thứ hai này có một cái hạn chế là chỉ vận dụng được đối với những cái số phức mà dễ chuyển nó về dạng lượng giác. Bây giờ ta giải cái ý A theo cái cách thứ hai. Chúng ta có 1 cộng với y thì bằng gì? À, em đặt căn bậc 2 ra ngoài, tức là mô đun của nó ra ngoài, thì bên trong em sẽ được gì? Căn 2 trên 2 cộng với căn 2 trên 2 nhân với y. Hay nó được viết thành gì? Căn 2 nhân với căn 2 trên 2 chính là cốt của pi trên 4. À, căn 2 trên 2 đây chính là sin của pi trên 4. Ta viết thành y nhân với sin của pi trên 4. À, từ đây em suy ra này. Căn bậc 2 của 1 cộng với y thì bằng gì? Nó sẽ bằng cộng trừ căn bậc 2 của R. R đây chính là căn 2 mà. Vậy thì cộng trừ căn bậc 2 của căn 2, tức là khả năng thứ nhất là cộng đi căn bậc 2 của căn 2, căn của căn tức là căn bậc 2 của căn 2 nhân với cos của pi trên 4 và chia cho 2 tiếp thì thành pi trên 8, cộng với y nhân với sin của pi trên 4 và chia tiếp cho 2 tức là thành sin của pi trên 8, hoặc căn bậc 2 của 1 cộng với y thì bằng căn bậc 2 của căn 2 nhân với, xin lỗi, trừ nhé, căn bậc 2 cốt của pi trên 8 cộng với y nhân với sin của pi trên 8. Đó, đó là vận dụng cái dạng lượng giác của số phức. Trường hợp B, ta cần tính căn bậc 2 của cái số phức 3/2 cộng với 3 căn 3 trên 2 nhân với y. Thế thì ta làm như sau này.
ta chuyển cái số phức này về dạng lượng giác đã. 3 phần 2 cộng với 3 căn 3 trên 2 y nó bằng gì? Ta nhẩm với cái modul của nó nhé. Chúng ta sẽ có là viết nó thành đây thì tính sẵn này, nó sẽ là 9 nhân với cos của góc pi trên 3 cộng với y nhân sin của góc pi trên 3. Để có được kết quả này đấy thì em lấy căn bậc 2 của 3 phần 2 bình phương cộng căn bậc 2 của 3 căn 3 trên 2 tất cả bình phương đặt ra ngoài, đó chỉ được kết quả là 9 bằng 9. Thì phía bên trong ấy thì em sẽ được 1 phần 2 cộng với gì? Y nhân với căn 3 trên 2. Như vậy từ đây suy ra này, căn bậc 2 của 9 cộng với cos pi trên 3 cộng với y nhân với sin của pi trên 3 thì sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng là cộng căn bậc 2 của r này, tức là căn bậc 2 của 9 thì thành 3 này, nhân với cos của góc phi trên 2. Yeah. Cái pi trên 3 để đóng vai là phi nhé, thì nó sẽ là pi trên 6 cộng với y nhân với sin của pi trên 3 và chia cho 2 thành pi trên 6, hoặc căn bậc 2 của 9 nhân với cos của pi trên 3 cộng y nhân với sin của pi trên 3 sẽ bằng gì? Trừ 3 nhân với cos của pi trên 6 cộng với y nhân với sin của pi trên 6. À, cái số phức này cũng có thể triển khai ra được em này. Cos của pi trên 6 là căn 3 trên 2, vậy ta sẽ được 3 này nhân với căn 3 trên 2 này, cộng với y nhân với sin của pi trên 6 là 1 phần 2. Sao vậy ta có thể viết gọn nó thành 3 căn 3 trên 2 cộng với gì? 3 phần 2 nhân với y nhé. 3 căn 3 trên 2 cộng với 3 phần 2 y. À, tương tự như vậy trường hợp thứ hai sẽ là trừ 3 căn 3 trên 2 trừ đi 3 phần 2 y. Đó, đấy chính là ứng dụng dạng lượng giác để tìm căn bậc 2 của một cái số phức. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ tạm nghỉ trong 1 phút trước khi bước vào cái dạng toán tiếp theo về số phức.